Mình nói một cái nữa là trong quá trình cô chú anh chị mua những dòng xe này, nếu trường hợp đó xảy ra, nếu thiếu 1-2 triệu, Vinh vẫn cho thiếu được. Đấy, Vinh vẫn cho thiếu được nha. Rồi, và okay, tất cả những cái này anh chị cô chú anh chị mua là mình sẽ bao ship hết. Thì mình hôm nay so với những đợt trước, 1, 2, 3, 4, 5 thì đợt này mình sẽ hạ giá rất là nhiều cho các tất cả những dòng xe đây, để coi cô chú được có thể là tham khảo, để có thể có được nhiều cái sự lựa chọn hơn. Cũng như đợt trước thì có những cái xe rất là ưng ý, nhưng mà có thể là về cái khoản kỹ thuật kinh tế của mình chưa đủ, thì hôm nay mình Vinh ở đây mình sẽ hạ giá để một số những cái dòng xe, thì mong cô chú khi anh chị ở gần xa tham khảo được rồi sẽ điện thoại trực tiếp cho Vinh để mà ưng ý vào cái xe đó, để mua được cái xe đó, và mình sẽ giao những cái xe ưng ý nhất cho cô chú anh chị gần xa nhé. Rồi thì hôm nay thì mình sẽ trực tiếp vào cái vấn đề xe cộ ở đây, thì mình sẽ giới thiệu từng sản phẩm. Chắc là mà lướt sơ qua vòng đi anh. Em quay lướt sơ vòng đi. Nhưng mà được bên anh cũng ship, vẫn hỗ trợ ship hết đúng không anh? Đúng rồi, anh vẫn hỗ trợ ship hết mà. Ship toàn quốc hết. Đúng rồi. Đó là một cái điều mà mình nghĩ là rất là nhiều người ưa chuộng cũng như là thích anh Vinh. Mình trên kênh thì rất là nhiều người thích anh Vinh. Anh Vinh nói là anh Vinh rất là vui, hoặc là giá ở đây là bao mềm rồi. Anh Vinh cũng hỗ trợ ship nên mọi người mình thấy là mọi người rất là quý. Thì đợt này là cái chương trình lần thứ 5 nên anh chị và các bạn mình chịu khó mình coi kỹ để mình mua nha. Rồi. Thì mình nói chung là những dòng xe này là những dòng xe mà để mình giới thiệu một chút xíu. Nói về hỏi tại sao nó rẻ, như đây là Hayate 208, 209, tại sao nó rẻ? Cái xe này xe Nhật nha cô chú anh chị. Cô chú anh chị nha, đây là xe Nhật chứ không phải là xe Trung Quốc nha. Bởi vì thứ nhất như thế này, một là cái xe này có hãng Suzuki, có Nhật. Nói chung độ bền của máy thì khỏi phải nói rồi. Đó, thì cái giá trị của nó là bởi vì khi lúc mua cũng đã gần 30 triệu. Nhưng mà tại vì nói chung đó nó có một cái khó khăn ở chỗ này là cái đồ phụ tùng nó hơi mắc. Đó, cái đồ phụ tùng nó hơi mắc. Cái xe này nói chung là rất là liền lạc nha. Rất là liền lạc. Đây, để mình sẽ thử cái máy cho anh chị xem. Hết bình. Rồi, đây cái xe này, nói chung xe này rất là liền lạc nha. Rất liền lạc, không có bị cái dòng này thì cô chú anh chị yên tâm là không có cái gì lai đồ được nha. Không có lai bất kỳ hàng Suzuki là không thể lai, có hư cái gì cũng phải thay đồ hãng hết nha. Đây, biển số 68 này. Đây, biển số 68. Đây. Xe này rất là liền lạc nha, không có lai bất kỳ một cái gì nha. Xe này mua về sử dụng liền thôi nha. Xe này mình bán với giá là 5.300.000 này. 5.300. 5.300.000 nha. Okay. Đó, một cái xe Hayate đời 2008 nha. Xe Nhật nha anh chị. Rồi, đấy. Đấy, rồi. Chiếc đầu tiên. Rồi, tiếp tục. Em quay trước đi em. Quay trước. Đây là cái Jupiter MX 209 nha anh chị. Jupiter MX 209. Thì nói về giá trị về cái xe này thì khi mà mình so từ lúc mình mua mới và tới lúc cũ thì lúc xe mới nó đã mắc hơn Sirius khoảng cỡ 4 đến 5 triệu nha anh chị. Thì xe này 209. Xe thì xe này xe hãng nha anh chị, xe này xe Nhật nha, không phải xe Trung Quốc đâu. Đây. Em quay đi, nói chung là máy móc thì chưa đụng chạm đâu, nhưng dàn áo thì nó có hơi chảy trước theo năm tháng. Đấy. Con này thì biển số 37 nha mọi đây, người. Đây em chỉ quay biển số luôn cho anh luôn nha. Xe này liền lạc nha, không có bị bể bung gì đâu nha. Đây, biển số 37 này. Đó. Căm niền của nó zin hết, phuộc zin hết bô nha, zin hết không có lai bất kỳ một cái gì cả nha. Đây. Xe này hiện tại Vinh đang bán với giá là 6.700.000 một chiếc Jupiter. 6.700.000. Đấy. Rồi. Cô chú anh chị lưu ý cho em nha. Jupiter nha, 209 nha. Đó thì anh chị và các bạn nào mua thì mình cứ gọi điện về số điện thoại của anh Vinh đó mọi người, hoặc rồi, là kết bạn Zalo á. Tại vì anh em cũng phản hồi rất là nhiều, chắc là mình nghĩ là rất là nhiều anh em gọi nên có nhiều lúc mình gọi không được, lúc đó thì mình có thể gọi lần sau. Tại mình có nhu cầu mua thì mình phải gọi, tại vì rất là nhiều anh em gọi để ủng hộ nha mọi người. Rồi. Rồi. Tiếp tục nữa, một cái đây là Sirius. Xe này là cuối 2019 này, phiên bản RC này. Xe nhà mình ở đây cho nên mình không rửa đâu cho nên bụi lắm nha, chứ còn rất là đẹp này. Nó bụi lắm chứ không phải là đẹp này. Xe để ngoài đường gió bụi nhiều quá. Đây là phiên bản đặc biệt Sirius RC 2019. Xe chạy mới 15.000 cây thôi nha. Xe là coi như là như xe mới. Thì hiện tại xe này ở trong hãng bán là tầm cỡ 23.500 đến 24 triệu nha. Đây là cái màu này, phiên bản đặc biệt đây. Thì hôm nay mình bán giới thiệu với cô chú anh chị cái phiên bản đặc biệt, cái xe này hai ngày cuối 2019, biển số 67 An Giang này nha. Xe này mình bán với giá là 14.500. Ok, 14.500 nha, cuối 2019 này.
Cô chú anh chị mua được xe này rẻ khoảng có 10 triệu. Đấy. Con này anh vẫn trả góp luôn đúng không anh? Được, trả góp được. Xe này trả góp được nha anh chị. Rồi em quay cho kỹ xe này quá đẹp. Đây em quay bên này luôn này. Đấy, như xe mới. Đấy. Rồi tiếp tục. Vinh giới thiệu tiếp tục một cái xe này. Jupiter. Jupiter V. Jupiter V thì cái xe này nó thấp hơn đời Jupiter X, MX này một đời. Nhưng mà xe này thì nói chung là bởi vì thứ nhất là xe là mâm zin này. Đàn áo nói chung là có chảy xước nha, nhưng máy móc ok, máy móc nguyên zin hết. Xe này mình bán với giá là 7 triệu rưỡi nha. 7 triệu rưỡi. 7 triệu rưỡi biến số thành phố này. Ok. Biến số thành phố. Tí nữa quay biển số được không? Đứng ở trước đây. Rồi, quay luôn, gần gần để quay luôn. Đây biển số thành phố này. Nha, xe này đang xe này xài phục dầu nha anh chị. À, con này phục dầu nhá. Này xe này đi. Bản này cũng hiếm lắm anh chị. Siêu bền. Xe này nói chung là trộn lắm này, nhiều người cần mua này. Đấy. Rồi, tiếp tục. Đây là cái quay S208 này. Xe này thì có mấy cậu choi choi cậu làm vô phục, vô để trước để sau này. Phục vào phục luôn nhá. Xe này có máy có làm rồi nè. Máy có làm rồi đấy nhá. Xe này nói chung là mua mấy anh choi choi đi thôi chứ còn mấy người lớn không đi được đâu. Xe này vô cặp đĩa này, đập đĩa trước đĩa sau nhá. Em quay đĩa đập trước, đĩa trước đĩa sau cho mày. Đấy. Vào đĩa trước đĩa sau cho anh. Rồi, xe này mình bán với giá 6 triệu này. 6 triệu nha anh gì? Đấy. Rồi. Rồi, đây là Elegant này, tiếp tục nè. Này Elegant xe cái SYM này. Nếu ai đã từng dòng đi dòng SYM này thì nói chung nó không có thua gì Alpha đâu. Máy cực kỳ là tốt và cực kỳ tiết kiệm xăng này. Đây. Elegant, nhớ Elegant nha anh, những người nào mà đi ruộng đồng hay đi chở hàng hóa gì em mua cái xe này là quá ok này, bởi vì nó cực kỳ SYM này. Trước đây thì rất là thịnh luôn. Xe này 2015 nha. Xe này 2015, xe này Vinh đang bán với giá là 6 triệu rưỡi nha. À, 6 triệu rưỡi này. Rồi. Tiếp tục. Chiếc S của em này là biển số 60 nha, biển số Đồng Nai này. Ok, tí nữa quay biển cho anh em sau nha. Rồi, tiếp tục. Cái quay này thì quay rồi đấy thì mình bán rồi. À, bán rồi. Xe này quay này có người đặt rồi. Quá đường này không còn chiếc siêu nhân nào luôn anh. Siêu nhân hết mất rồi em. Siêu nhân là đi rồi, không còn một con. Đây cái quay Trung Quốc. Quay Trung Quốc thì cái này có làm lại vô mâm vô đĩa hết rồi nè. Con này thì xe này biển quá số ngon. 92. Đề đốm đầy đủ hết. Đây, mình bán với giá 4 triệu nha. Anh em nào lưu ý thì quay Trung Quốc liên lạc. Đấy, bánh mâm đàng hoàng hết nha. Xe đẹp chứ không xấu đâu nha. Xe đẹp rồi, keng đấy. Mình giá ra 4 triệu nha. 4 triệu. Rồi. Xe đi làm mà. Tiếp tục. Con này là một con Sirius RC. Rồi, Sirius RC dòng FE nha anh chị. 2015 này. Sirius RC 2015 xe còn liên lạc nha. Đang còn liên lạc nha, không có bị chảy xước gì nhiều đâu. Nói chung là xe cũ phải có chạy sức nhưng quan trọng cái máy móc. Đấy. Máy móc bao ok đúng không? Rồi. Xe này mình đang bán với giá là 10 triệu 500 đây. 10 triệu 500. Sirius FE 2015 nhá. Biển số 67. Biển số 67 này, An Giang này. Anh chị nào ở An Giang có gì lưu ý mua được cái chiếc này là ngon này. Đấy. Các bạn mua thì các bạn cứ alo. Hiện tại thì ship toàn quốc nên anh chị và các bạn mình cứ yên tâm. Alo cho anh Vinh. Anh Vinh sẽ hỗ trợ hết cho anh chị và các bạn từ giá cho tới ship như nào rồi anh hỗ trợ hết. Rồi tiếp tục đây cái quay RX nha. Đây, quay RX 2010 nè. Xe này mới thanh lý ngày hôm trưa nay nè. Mới mang về xe này anh chưa rửa ráy gì đâu. Đó, xe này có lai cập phuộc. Xe này anh máy em, ok đúng không anh? Máy bao rin. Máy bao rin. Xe này thì ai mà mua chở hàng hóa thì quá tuyệt vời rồi nha. Đấy. Xe này biển số thành phố nha. Biển số thành phố. Đấy, xe này mình bán với giá là 8 triệu rưỡi nè. 8 triệu rưỡi quay đích 2010 nha, cuối 2010 nha. Rồi ok. Rồi tiếp tục. Con này là quay Alpha đúng không anh? Đông, cái này là quay S 2009 nè. Quay S 208, 209, 208. Đi bộ tem quay Alpha. Rồi, quay S 208 nha. Rồi, xe này mình đang bán với giá là 7 triệu 300 ngàn nè. 7 triệu 300 ngàn nha. Đó, đợt này thì lô đợt này thì mình thấy là rất là rẻ nha mọi người. Rẻ xe hơn đợt này anh đoán đang bán hạ giá cái khoảng cỡ 400-500 ngàn này. Cái 400-500 ngàn thì em thấy rẻ hơn. Rồi, tiếp tục. Đây, đây Novo này, cái Novo 2010 này. Novo 2010 chứ. Novo 2010 này. Ô lợi. Đó, xe nói chung còn rất là đẹp nha. Xe này mình bán với giá hiện tại là 7 triệu. 7 triệu. 7 triệu nha, xe còn đẹp lắm ấy. Xe đang còn xe nguyên zin hết đấy nha. Biển số thành phố nha anh chị. Xe này 2011 chứ không 2010-2011. Đấy, 2011 nhá. Rồi, qua con rồi, tiếp tục. AB. Con này FA cho anh.
Xe này 2008. 2008. Chưa FAI đúng không? Em quay kỹ cái xe cái này đẹp lắm đấy. Con này em đẹp quay đấy. Em quay kỹ cho anh cái. Đấy. Máy thì khỏi phải bà rồi. Đẹp, xe này quá đẹp. Đấy, xe máy khỏi bản nha. Đấy. Biển số thành phố luôn kìa. Rồi, em quay kỹ cho anh. Đấy. Giá con này nhiêu anh? Xe này anh đang bán với giá là 10 triệu 500. 10 triệu 500. 10 triệu 500 ngàn. Rồi, tiếp tục. Cái xe Noja này. Nếu các bạn nữ nào này, mà sinh nè, em học sinh anh chị nào mua mà đi sinh viên là sinh viên là hay gì đó thì mua cái xe này chạy được. Xe này đang bọc keo bọc đấy keo, nha. Bọc keo, bọc keo. Xe này đang bọc keo cho nên đang còn đẹp lắm đấy nha chứ không phải như thế này đâu. Đang bọc keo này anh chị ơi. Chứ không phải chày đâu nha, đang bọc keo này. Đấy, đang bọc keo nguyên chiếc á chứ không phải là nó đâu. Xe này cũng mới thanh lý ngày hôm qua đây. Đây. Xe này 2015 nhá. Đấy, anh chị nào muốn mua được cái xe này dòng FI chứ không phải dòng thường đâu nha anh chị ơi. Nha, xe này đang bọc keo nguyên chiếc đây, đang đẹp lắm đây. Con này biển số quay. Biển số 59 luôn nè. Đây, quay biển số luôn nè. Rồi đây, xe này mình bán với giá là 12 triệu 500 ngàn nhá. 12 triệu 500. Noja FI 2015. Anh chị nào mua cho con cái đi học học sinh viên như nào là mua cái xe là vừa tiền này. Rồi, 12 triệu 500. Quay lại biển số lại một lần nữa cho mọi người. Rồi, em coi quay lại cái biển số cho mày nha. Con này là 12 triệu 12 triệu 500 nè. Cái này là 10 triệu 500 này. 10 triệu 500. Cái này 7 triệu nhá. 7 triệu. Cái này là 7 triệu. 7 triệu 3 nhá. 7 triệu 3. Rồi cái này là 7 triệu rưỡi. 7 triệu rưỡi. Cái này là 10 triệu 500 nhá. Sirius FI nha mọi người. Sirius FI nhá. Này rồi cái Trung Quốc FIFA. Là 4 triệu. 4 triệu. Cái này thì có người đặt cọc rồi. Bán rồi. Rồi cái Elegant nhá. 6 triệu. Nãy anh nói là 6 triệu mấy. 6 triệu 3. 6 triệu 3. Rồi, cái này 6 triệu 3 luôn. 6 triệu 3 luôn. Cái này là 7 triệu rưỡi. 7 triệu rưỡi. Này là 14 triệu 500 nhá. Con này 29 cực đẹp nha mọi người. 29 nha, như xe mới này. Như xe mới đó. Đấy. Rồi, Jupiter Mid nè. Jupiter MX xe này hồi nãy là anh bán là như rồi. 6 triệu 7. 6 triệu 7. Rồi, cái này là 5 triệu 3. 5 triệu 3. Đó là 3 nhá. Vừa lướt qua cái hàng trên này cho anh chị và các bạn ha. Còn những cái hàng phía sau từ từ mình sẽ quay cho anh chị và các bạn ha. Các bạn nào mình mua thì mình chịu khó mình alo qua cho anh Vinh. Số điện thoại mình để trực tiếp ở trên màn hình nha mọi người. Thì cứ, mình cũng nói một chút xíu một số chương trình đó vừa rồi quay thì nó cũng có một số vấn đề là nói chung là mình cũng mong sao cô bác anh chị hãy điện thoại trực tiếp cho Vinh để trao đổi cụ thể, bởi vì mình khách nhiều khách hàng quá nên khi đôi khi cô chú anh chị mà nhắn tin nên mình không có cái mình không để ý được, mình không trả lời được thì lại hỏi là tại sao mà có những người hỏi mua xe mình không nhắn tin trả lại, bởi vì thứ nhất là khách hàng quá là nhiều, cho nên mong cô chú anh chị điện thoại trực tiếp, có thể là ví dụ như gọi những cái lúc mà gọi mình chưa nghe được thì mình sẽ gọi lại, chứ nhiều lúc mà nhắn tin mình thật sự mà nói cái thời gian để mình mà nhắn tin lại nó hơi khó đó. Thì hôm nay thì mình sẽ chương trình mình bán hôm nay thì trong quá trình mình quay như thế này, nếu anh chị có bác thấy cái xe nào mà ví ưng ý thì hãy điện cho Vinh, hoặc là cái xe nào cần quay clip lại như thế nào thì sẽ điện thoại trực tiếp cho Vinh, Vinh sẽ quay cụ thể cho. Rồi, về okay. Và cái vấn đề này nữa, mình nói một cái nữa là trong quá trình cô chú anh chị mua những cái dòng xe này, nếu trường hợp nó xảy ra nếu thiếu 1-2 triệu Vinh vẫn cho thiếu được đấy. Vinh vẫn cho thiếu được nha. Rồi, và okay. Tất cả những cái này anh chị cô chú anh chị mua là mình sẽ bao ship hết nha. Rồi. Quá tiền luôn mọi người. Rồi. Đặc biệt như thế thì anh chị và các bạn nào mình không có xe đi làm hoặc là xe chở hàng thì mình cứ liên hệ với anh Vinh, gặp anh Vinh là sẽ có xe đi thôi, chắc chắn 100% nha mọi người.